Chào các bạn, đây là bản tin thời tiết hàng ngày của Zalo. Và sau đây là diễn biến thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày mai, 29 tháng 9 năm 2023. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với tình hình thời tiết tại khu vực Bắc Bộ. Nhìn chung thì trong đêm nay và sáng mai, Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác, tập trung chủ yếu tại vùng Đồng Bằng và Trung Du. Riêng một số tỉnh miền núi của Tây Bắc và Đông Bắc thì thời tiết cơ bản sẽ không mưa. Và như chúng ta đang thấy ở đây thì mưa vừa mưa to sẽ tập trung chủ yếu tại vùng Đồng Bằng Bắc Bộ. Cùng với đó thì ở khu vực hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai thì có thể xuất hiện mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Buổi sáng thì toàn miền Bắc sẽ có nắng gián đoạn, mưa rải rác ở một vài nơi. Sang đến chiều thì vùng mưa sẽ lan rộng ra toàn miền Bắc nhưng chủ yếu sẽ ở diện rải rác, phần lớn là mưa nhỏ, mưa vừa, có nơi không mưa. Ban đêm trời tạnh ráo. Dự kiến thì trong ngày mai nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Chuyển sang tình hình thời tiết miền Trung. Trong đêm nay và sáng mai, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa trên diện rộng, chủ yếu là mưa nhỏ, mưa vừa. Và các tỉnh thành khác thì thời tiết ban đêm nhìn chung cơ bản sẽ tạnh ráo. Sang đến sáng thì toàn miền sẽ có nắng gián đoạn, tuy nhiên vẫn sẽ xuất hiện mưa rải rác ở một vài nơi, với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Còn sang đến buổi chiều thì Bắc Trung Bộ có mưa rải rác, khu vực Nam Trung Bộ thì có mưa dông trên diện rộng và cục bộ như chúng ta đang thấy ở đây thì tại các tỉnh Nha Trang đến Bình Thuận sẽ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Và mưa tại các tỉnh thành thuộc khu vực Trung Bộ vẫn có khả năng kéo dài tới tối. Sang tới ban đêm thì khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có thể xuất hiện mưa dông vừa và nhỏ trên diện rộng. Và tiếp nối diễn biến thời tiết tại miền Trung thì sau đây sẽ là những thông tin về thời tiết tại khu vực Tây Nguyên. Trong sáng mai, thời tiết Tây Nguyên có nắng ráo, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện mưa ở một vài nơi. Sang đến chiều thì toàn khu vực Tây Nguyên sẽ có thể đón mưa dông trên diện rộng và riêng cục bộ tại các tỉnh như là Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng có thể có mưa vừa mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, ngập úng tại các vùng trũng thấp, sạt lở lũ quét tại các vùng cao. Sang đến buổi đêm thì vùng mưa sẽ thu hẹp lại, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Tây của các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Cục bộ thì tại Gia Lai có nơi mưa vừa mưa to. Và nhìn chung thì trong ngày mai nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Lui xuống phía Nam thì Nam Bộ trong sáng mai trời nắng ráo, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 31 đến 33 độ. Sang đến trưa chiều thì sẽ toàn miền sẽ xuất hiện một vài cụm mưa lớn nhưng mà cũng có nơi không mưa. Và như chúng ta đang thấy ở đây thì mưa vừa mưa to kèm dông sét mạnh có thể tập trung tại hầu hết các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Còn tại khu vực Đông Nam Bộ thì mưa vừa mưa to sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực của ba tỉnh là Tây Ninh, Long An, Đồng Nai. Trong cơn dông thì chúng ta cũng cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Và vào thời điểm trời sắp xảy ra dông thì mọi người cũng cần lưu ý nhanh chóng tìm một nơi tránh trú an toàn, nên chú ý đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện và tránh các nơi ẩm ướt như là bồn tắm, bể tắm, vòi nước. Cùng với đó là không nên dùng điện thoại và rút phít cắm các thiết bị điện trước lúc có dông xảy ra. Và nếu đang ở ngoài trời thì chúng ta cũng không đứng gần các cây cao, cột điện, các bãi đất trống vì đây là những nơi có khả năng cao sẽ bị sét đánh. Và nhìn chung thì mưa tại khu vực Nam Bộ sẽ có thể kéo dài tới tối. Và bản tin thời tiết ngày hôm nay của Zalo xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên để lại một like, một bình luận ở bên dưới, cũng như nhấn nút quan tâm Official Account Thời Tiết trên ứng dụng Zalo nha. Vào 7 giờ 15 phút hàng ngày, Zalo sẽ cập nhật những thông tin mới và thú vị nhất về thời tiết. Mọi người nhớ bấm vào xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.